ngươi đang chiêu dụ ta đấy à? Xem như là vậy đi, có điều cũng có khả năng là ngay khi xích linh hồn được tháo ra, ta sẽ giết ngươi. Miễn đi, ta sẽ không bị ngươi quản chế, nếu có ngày đó. Thì ta sẽ chủ động giết ngươi trước, khẩu khí thật ghê gớm. Ta cũng muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh gì để giết ta. Đến lúc đó ngươi sẽ thấy rõ. Có điều bây giờ chúng ta nên rời khỏi nơi quỷ quái này rồi nhỉ. Tuyết Nguyệt đưa luôn tay cho mình đi đâu? Thủy Nguyệt Tinh à? Quá xa, chỉ dùng mỗi tinh toa thì sẽ mất tối thiểu 3 tháng. Đi vũ bộc tinh đi. Chỗ đó gần hơn, với cả vốn dĩ ta cũng muốn đi đến chỗ đó. Chỉ là ta ở hình dạng này thì hơi rắc rối. Nghe theo người. Để ta xác định vị trí đã, băng lãnh tử vực này không có chút ánh sao nào. Hả? Vậy phân biệt phương hướng kiểu gì? Tinh toa của ta có tinh đồ tuy không phải là con đường trong khoảng thời gian gần đây vừa khéo có thể kiểm tra xem tinh đồ mà bản thân mình làm ra có thể sử dụng được hay không ngươi đến vũ bộc tinh làm gì vậy phụ thân phái ta đến đó xử lý chút chuyện chuyện gì mà cần ngươi đích thân ra mặt vậy đừng có hỏi nhiều ta cũng muốn nói cho ngươi biết nhưng đây là chuyện bí mật của thương hội người ngoài không nên biết được rồi được rồi ta không hỏi nữa nếu nhân này mà làm nũng thì tuyệt đối không có người nào có thể chịu đựng nổi. Ngươi tu luyện sức mạnh thuộc tính gì? Là dương hay hỏa? Hỏi cái này làm gì? Ta giúp ngươi tìm sư phụ, dạy ngươi cách tu luyện, cách vận dụng sức mạnh, hiểu rõ gốc rễ sức mạnh của bản thân. Có người dạy thì tốc độ tiến bộ sẽ khác hẳn so với lúc tự học đấy. Nếu ngươi là người đầu tiên từ đại lục của ngươi tới được tinh vực vậy thì trước đây chưa có ai dạy cho ngươi biết các tri thức về phương diện này nhỉ? Tìm sư phụ Ừ. trong thương hội có không ít người cung phụ muốn tìm một cao thủ cùng với thuộc tính sức mạnh của ngươi cũng không khó đừng nhìn ta như vậy ta cũng có vài vị sư phụ dạy bảo đấy miễn đi đại khái không có người nào dạy được ta đâu đừng mà chuyện này không có hại gì với ngươi đâu thuộc tính của ta hơi đặc biệt không phải ai cũng dạy được đâu đặc biệt đặc biệt đến đâu không còn cách nào khác đành phải cho nàng ta nhìn một lúc vậy nên sử dụng chân nguyên ra bên ngoài cho cô ấy xem ma diễm sao lại có lực lượng mâu thuẫn như vậy lạnh nóng do thoa dương và tà cùng tồn tại mọi thứ kết hợp với nhau một cách hoàn hảo bổ trợ lẫn nhau sinh ra một thuộc tính sức mạnh hoàn toàn khác người độc nhất vô nhị nếu bị đánh trúng thì phải hóa giải thế nào hắn mới chỉ là võ giả nhập thánh lưỡng tầng cảnh nếu có thể đạt đến thánh vương cảnh tác dụng mà ma diễm này có thể phát huy thật sự rất khó để tưởng tượng Sao nào? Thương hội có cường giả nào? Có thể dạy ta cách tu luyện loại lực lượng này không? Thương hội của các ngươi có ai giống như ta sở hữu loại sức mạnh này không? Không có. Chờ sau khi xích linh hồn được giải, ta sẽ không giết ngươi. Giúp ngươi tu luyện bằng tốc độ nhanh nhất. Tốt như vậy à? Nếu vậy, ngươi có điều kiện gì? Ngươi đi theo ta thì sao? Không sao cả. Ta nói rồi, ta sẽ không để ngươi quản chế quản chế và đi theo là hai chuyện khác nhau mà. Nhưng với ta là một chuyện. Vậy. Vậy ta cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta. Mê nghe vậy cười lớn, ha ha ha. Thân phận của ngươi là Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia. Ta không theo đuổi ngươi. Thì e là trên đời này cũng chẳng còn ai đâu nhỉ? Ngươi, đậu xanh. Bây giờ loại tâm trạng vô lo vô nghĩ này. Trước giờ ta chưa từng được trải nghiệm, là do linh hồn tỏa liên sao? hay là hắn hơn một tháng sau đó. Đây chính là Vũ Bộc Tinh. Đẹp ghê, đợi khi ta đủ mạnh. Nhất định sẽ trở thành tinh chủ của Vũ Bộc Tinh. Khiến cho ngôi sao này vào quyền khống chế của ta. Vậy ngươi phải nỗ lực mới được, mạnh đến mức đánh bại tinh chủ hiện tại. Gì vậy? Vũ Bộc Tinh không có tinh chủ. Biết là ngươi xuất thân thấp kém, nhưng ngươi đừng có giả vờ không biết chứ. Không có tinh chủ ta nhớ là trong tinh chủ ít nhất là cường giả hư vương cảnh, trong thương hội không có. Đương nhiên thương hội có cao thủ, nói sao nhỉ? Không phải cứ đủ thực lực là được. Cần phải đưa lạc ấn sinh mệnh của mình vào tinh thần bản nguyên của ngôi sao tu luyện. Nhưng quá trình này cực kỳ nguy hiểm, cho dù là hư vương cảnh vẫn có thể thất bại. Tức là nói bị tinh thần bản nguyên phản phệ, rồi nghèo luôn. Một khi trở thành tinh chủ, thì ký thác sinh mệnh của mình trên ngôi sao tu luyện này lỡ như ngày nào đó ngôi sao tu luyện này xảy ra biến cố hoặc bị tiêu diệt, vậy tinh chủ cũng chết không nghi ngờ gì. Đã có tiền lệ. Vậy nên những cường giả kia dù ẩn khỏi thế gian, còn hơn là mạo hiểm. Cùng sống cùng chết, giống ta và người. Cũng giống vậy, nhưng loại liên kết này là một bên. Vậy nên trong tinh vực, có vài ngôi sao tu luyện không có chủ. Mà Vũ Bộc Tinh là một trong số đó. Cái giá lớn như vậy, mà ngươi còn muốn thành tinh chủ cái giá không nhỏ nhưng được lợi cũng không ít phàm việc gì cũng có mặt tốt mặt xấu phải dựa vào từng người thôi cũng phải nguồn sức mạnh lúc trước ở nơi sâu nhất của huyền không đại lục quỷ tổ tiền bối cũng khó hiểu với nó bây giờ không còn nghi ngờ gì là tinh thần bản nguyên rồi ngươi biết làm sao để dung hợp tinh thần bản nguyên không ngươi hỏi cái này làm gì Trước đây từng nghe nói căn nguyên hành tinh nên rất tò mò, tùy tiện hỏi chút, đừng để ý. Đợi sau này có thời gian, tìm cơ hội trở về Huyền Không Đại Lục một chuyến. Nếu đoàn năng lượng đó thật sự là căn nguyên hành tinh, trái lại có thể thử dung hợp một phen nếu có thể dung hợp thành công, vậy chắc hẳn có thể giành được lợi ích cực lớn. Đi về phía kia. Quảng trường Vũ Bộc Tinh. Chiến hạm ở nơi này cũng không ít nhỉ. Trên mấy chiến hạm kia đa số đánh nhãn của hàng La Thương hội cũng có một vài hạm là đến từ đại thế lực khác có lẽ là trung chuyển từ nơi này hoặc là mua đồ hóa ra là vậy chính là ở đây chúng ta đi tiếp thôi tuyết nguyệt đi thẳng tới chỗ bốn người đang gác cửa mấy tên nhìn thấy tuyết nguyệt đã đỏ hết mặt trước kia cô ta chưa từng có cơ hội dùng hình dáng nữ nhân tới chinh phục đàn ông xa lạ lòng hư vinh đạt được thỏa mãn rồi cô nương mời dừng bước xin hỏi có chuyện gì ta muốn gặp phân hội trưởng hà lực tạp là tinh chủ đại nhân đến. Phân hội trưởng Hà Lực Tạp đợi đã lâu rồi, mời đại nhân vào. Chúng ta đi vào thôi. Tu vi của tiểu tử đó ngang với chúng ta, cũng không biết diễn phúc từ đâu, vậy mà có thể theo sau đại nhân như vậy. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng quát lớn từ bên trong truyền ra, cút cho lão tử. Phân hội trưởng ở chỗ này tính khí vẫn luôn không tốt lắm, động một tí liền sẽ đánh mắng thuộc hạ. Lát nữa người nói chuyện cũng chú ý chút. Ta biết rồi. Ta cái gì cũng không nói. Các ngươi là ai? Không biết bàn tán ở sau lưng người ta là thói quen rất không tốt sao?" Tuyết Nguyệt lêu lêu ông ta, cứ vậy mà tiến vào. Ông ta tức giận sử dụng chân nguyên lên hai người. "Đây là năng lượng gì? Cơ thể không thể tự do cử động." Tuyết Nguyệt nữ nhân này luôn luôn cao cao tại thượng, căn bản không biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, hại mình cũng chịu liên lụy. "Chỉ là hội trưởng phân hội, đừng có xem thường người khác." Cô ấy thả rồng ra dọa lại ông ta. Cỗ năng lượng kỳ lạ kia bị triệt tiêu rồi. Do tuyết nguyệt làm sao? Do ngọc bội kia sao? Bí bảo thần hồn hư cấp. Cỗ năng lượng kỳ lạ kia bị thu hồi rồi. Các người là? Các người là ai? Tiểu tử này nhìn có vẻ chẳng có gì khác người bình thường cả. Nhưng cô nương này có được thần hồn bị bảo như vậy, dường như lai lịch bất phàm. Cô nương xưng hô thế nào? Tuyết Nhi, hắn, là hộ vệ của ta tuyết nhi cô nương vậy xin hỏi cô có chuyện gì ông xem thì biết hóa ra là người của tuyết nguyệt thiếu gia tuyết nhi cô nương thứ tội lão già ta vừa rồi có mắt như mù xin đừng trách tội phân hội trưởng khách khí rồi tuyết nhi cô nương tuyết nguyệt thiếu gia bao giờ có thể đến hắn có chuyện khác quan trọng tuyết nguyệt thiếu gia không đến được vậy chuyện bên này do ta toàn quyền phụ trách phân hội trưởng phối hợp với ta là được đừng trách lão già ta lắm mồm tuyết nhi cô nương là gì của tuyết nguyệt thiếu gia giao chuyện quan trọng này cho ta ông nói xem hóa ra là vậy thiếu gia cuối cùng cũng động lòng với nữ nhân rồi rất nhiều người cảm thấy tuyết nguyệt thiếu gia có vấn đề hóa ra chỉ là chưa gặp được cô nương vừa ý nhưng tuyết nhi cô nương này có hơi giống với thiếu gia không phải là nghiệt quả ngải châu hội trưởng phong lưu ở bên ngoài làm ra đấy chứ. Vậy quan hệ của cô ta và thiếu gia há không phải. Tuyết nhi cô nương, vậy thượng cổ, ngày mai hãng nói, ta vừa đến đây, trên đường đi rất mệt. Nghỉ ngơi đã, việc để ngày mai xử lý cũng không muộn. Vâng vâng, là lão già ta chăm sóc không chu đáo rồi. Người đâu? Dẫn đại nhân đi nghỉ ngơi. Vâng. Tuyết nhi cô nương đi thong thả. Vừa rồi lời của Cáp Lực Ca tuy chưa nói xong, nhưng ta đúng là đã nghe thấy hai chữ thượng cổ. Tu luyện chi tinh này đã xảy ra chuyện gì mà liên quan cả đến thượng cổ, cần người như Tuyết Nguyệt đích thân đến xử lý. Cảm giác, chuyện phức tạp rồi. Tuyết Nguyệt không để Cáp Lực Ca nói tiếp, ắt hẳn không muốn ta nghe thấy cơ mật. Tuy cô ta gần gũi với ta không giả, nhưng dù sao cũng là thương hội cơ mật, không tiện tiết lộ chút nào. Nhưng ta cũng chẳng sao cả. Tiểu lầu bên này chính là nơi ở của tiểu thư. Còn có suối nước nóng. Chu đáo. Không tồi, cáp lực ca nhạy bén hơn rồi, trước kia không hề được như vậy. Cô nếu tiếp tục sống dưới hình tượng này, sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ trước kia cô không thấy. Ngươi nói không sai, một thân phận, một cuộc sống, đúng là kỳ diệu. Có điều đáng tiếc, xong chuyện này, ta sẽ hồi phục thân phận. Không nói nữa, ta phải đi ngâm mình, rửa sạch bụi bẩn trên đường ngươi không được nhìn trộm, nếu để ta phát hiện ngươi có mưu đồ bất chính gì, hừ. Tuyết Nguyệt đã cởi hết đồ, nhẹ nhàng bước xuống hồ nước nóng. Độ ấm vừa phải. He he, men thì đã lột hết đồ bay từ trên xuống. Tuyết Nguyệt nhìn qua phản chiếu từ trên mặt nước. Ha ha, độ ấm vừa phải nhỉ. Dương Khai, đừng kích động, ta cũng chỉ muốn tắm thôi mà. Hơn nữa giữa cô với ta sớm đã thân thiết đến chỉ thiếu một bước nữa thôi tắm chung có cái gì mà phải ngại chứ. Còn ăn nói linh tinh nữa ta sẽ xé miệng ngươi ra. Ta nào có ăn nói linh tinh, đều là sự thật cả. Ngày mai ta phải ra ngoài làm việc với cáp lực ca, thực lực ngươi quá thấp. Cho nên, ta sẽ không bám theo đâu, cũng sẽ không đi nghe ngóng tình hình. Có những việc biết càng ít càng an toàn, ngươi hiểu được thì tốt. Ta xong rồi, cô cứ từ từ mà ngâm. Có cần, nói cho hắn tất cả không. Ngày hôm sau, Mên vẫn ngồi trong phòng bế quan tu luyện. Hơi thở của Tuyết Nguyệt sớm đã không ở nơi này, xem ra là ra ngoài rồi. Nhưng lại có thêm một luồng khí. Nhập Thánh cảnh tầng 3, là ai? Bằng Hữu vào đây ngồi. Ngươi chính là hộ vệ của vị Tuyết đại nhân kia sao? Ừm. Ngươi là ai vậy? Tìm ta có việc gì? Tuyết đại nhân hôm nay cùng Cáp Lực Ca đại nhân xuất môn mấy ngày sẽ về, lệnh cho ta tiếp đãi ngươi. Trốn vui chơi ở vũ bộc tinh ta rất nhiều, đảm bảo sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ừ. Tu vi của tiểu tử này còn thấp hơn mình, tuyết đại nhân sao lại bắt mình làm hộ vệ của hắn chứ? Giờ còn phải tiếp đãi hắn cho tốt chứ? Sao mình lại chẳng gặp được việc tốt như vậy chứ? Ý tốt của bằng hữu, ta xin ghi nhận. Chỉ là ta không thích nơi náo nhiệt, cũng không muốn đi chơi. Đừng vội từ chối mà, cũng có nơi không huyên náo. Hơn nữa phân bộ mấy ngày nay có mở bán đấu giá quy mô lớn. Các loại kỳ chân dị bảo, bằng hữu không hứng thú sao. Bán đấu giá Hội đấu giá thương hội hoạt động chủ yếu là do đồ của thương hội cung cấp. Hội đấu giá của Vũ Bộc Tinh 5 năm tổ chức một lần, mỗi lần mở liên tục trong mấy ngày. Đến lúc đó các võ giả sẽ đưa kỳ chân dị bảo ra để nhờ thương hội đấu giá hội. Hội đấu giá chỉ dùng thánh tinh để giao dịch. Sau khi hoạt động kết thúc, cũng sẽ có một hội giao dịch ngầm tự mình hoạt động. Hội giao dịch ngầm tự tổ chức đó không chỉ sử dụng thánh tinh, cũng có thể lấy vật đổi vật. So với đấu giá chính thức, giá bán của giao dịch này càng thấp, cũng có võ giả chuyên môn tới đây, cũng khá thú vị đấy. Có đi không? Ta vốn dĩ cũng muốn đi. Ừm. Ngươi cảm thấy đem theo bao nhiêu thánh tinh thì thích hợp? 50 vạn đi, nếu không đến ngay cả tư cách tham gia cũng không có. 50 vạn mua xong khoáng thạch và tinh thoa cũng không còn lại bao nhiêu nữa. Lẽ nào bán cả linh thảo và linh dược để lấy tiền mặt sao? Không được. Mặc dù linh thảo và linh dược hư cấp và hư vương cấp giá trị không lớn, nhưng nó giúp ích cho ta rất nhiều. Mà thôi, vẫn là không nên đi. Hả? À, được thôi, vậy ta đi nhé. Hài, đáng tiếc. Không có tiền thì cũng nhàn rỗi, cũng không biết bao lâu nữa tuyết nguyệt mới quay về. Mà thôi, tranh thủ bây giờ nghĩ cách làm thế nào để giải trừ xiềng xích linh hồn đây. Mặc dù chỉ cần hai bên đồng ý thì mới được, nhưng mình vẫn không tin cô ta. Bây giờ thiện cảm của cô ta đối với mình đều là tác dụng của bí bảo. Tùy tiện giải trừ chỉ sợ sẽ khiến sát ý của cô ta nổi dậy. Chỉ sợ đến lúc đó mình thật sự sẽ chết mất. Hay, chỉ nghĩ mà không động tay không phải là phong cách của mình. Đi dạo xung quanh vậy, có thể sẽ gặp được cơ hội nào đó mên cưỡi tinh toa bay lượng khắp nơi đi xem thu hoạch được thứ gì tốt không phong cảnh của vũ bộc tinh thật sự rất đẹp nếu như tô nhang cũng có thể Ủa, mên để ý bên dưới là linh dược bát ngát kia là dược điển của linh dược có luyện đan sư cũng tu luyện ở đây đi xem thử đây là là linh khí của thảo dược dày đặc quá ở trên trời căn bản là không thể cảm nhận được hi hi gặp được bảo bối rồi lúc này ở bên trong căn nhà một vị luyện đan sư đang luyện đan kha kha nhanh lên nào nhanh lên nào ông ấy phát hiện ra có người tiến vào dược điền của mình có người đang ở trong dược điền của ta ở Vũ Bộc tinh này trong vòng 100 dặm xung quanh khu vực của ta không ai dám lại gần xem ra tên này chán sống rồi chắc thấy ta lâu lắm rồi không động đậy gì lại tưởng là ta chết rồi hả hừ vậy để ta giết gà dọa khỉ nào đột nhiên những lò đan nổ lách tách ôi chao đan dược này khó luyện đấy thôi được rồi tha cho ngươi một lát vậy không thể vì ngươi mà làm hỏng một lò đan tốt được mẹ nó đan dược khó luyện quá tất cả các lò đan đã đồng loạt luyện xong thành công mở ra những viên đan dược đồng loạt bay lên ông ấy dùng bình thu hết lại không nhầm được lần này chắc chắn sẽ thành viên này không phải viên này cũng không phải đậu xanh tại sao tại sao rốt cuộc là nhầm ở chỗ nào tại sao vẫn không có đan văn vậy nghĩ kỹ lại nghĩ lại cho cẩn thận nào tại sao người kia vẫn chưa đi lúc này ở bên ngoài men vẫn vô tư ngồi tu luyện như nhà mình men phóng xuất thần thức ra xung quanh cảm nhận đây không phải là dược điền bình thường. Mỗi ô dược điền đều có chứa một linh trận khác nhau để xúc tiến sự sinh trưởng. Những linh trận này rất kỳ diệu, có ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, có lẽ chỉ ở nơi này mới có loại linh trận này thôi nhỉ. Vị trí của vùng thung lũng này cũng rất đặc biệt. Linh dược được thu hoạch từ đây cũng không giống với những loại bình thường khác. Vị luyện đan sư này hẳn là một cao thủ. Phải nghiên cứu thật cẩn thận những linh trận này. Sau này kiểu gì cũng sẽ phải dùng đến mên từ từ cảm ngộ ở bên trong ông ấy quan sát mên đang muốn thăm dò linh trận của mình ồ cũng là một tài năng có thể bồi dưỡng được đấy vì học những linh trận này ta vượt ngàn núi vạn sông đến cầu danh sư thường bị từ chối lại phải chịu vô số những ánh mắt chê bai lúc ta còn trẻ trầm mê luyện đan thuật cứ đứng trên con đường luyện đan để cho người đời nhìn ta bằng con mắt khác bây giờ nghĩ lại lúc đầu là quá trẻ ta học luyện đan thuật có lẽ không phải vì để người đời thay đổi cách nhìn về ta, mà đó là ước mơ ta theo đuổi cả đời. Thôi vậy, để hắn đi thôi. Tiểu tử, ngươi có thể ngộ ra được bao nhiêu thì phải xem cơ duyên của ngươi rồi. Ông ấy đứng ngắm nhìn những lò đan của mình. Rất ít người trẻ tuổi nào chuyên tâm như vậy, tiểu tử này. Đúng là không tệ. Bên ngoài men vẫn đang cảm ngộ linh trận của ông ấy. Chủ nhân của nơi này biết ta đang lén học linh trận, nhưng hắn không đuổi ta đi đợi sau khi xong việc phải đến tận nhà cảm ơn cho đàng hoàng đột nhiên bên cảm nhận thấy điều gì đó ừ loại cảm giác bất an này là ảo giác sao bên vội vàng đứng dậy nhìn ngó xung quanh vì sao trừ chủ nhân của cung điện này rõ ràng xung quanh không có ai cả nhưng sự bất an và hoang mang này là sao nếu như không phải có cường giả đang ở bên cạnh Vậy thì còn có gì khác khiến cho sinh mệnh của ta có cảm giác bị uy hiếp? Chủ nhân của cung điện này là cao thủ, nếu như thật sự có cường giả ở đây, chủ nhân của cung điện sẽ không thể không cảm nhận được. Nhưng hắn lại không có phản ứng gì. Khoảng thời gian này ta không kết thù với ai, có lẽ không bị tấn công vô duyên vô cớ. Tuyết Nguyệt vì mỗi liên hệ của linh hồn tỏa liên, cũng sẽ không ra tay với ta. Linh hồn tỏa liên, không lẽ, mên bay vội về tìm Tuyết Nguyệt. Đi rồi sao? Lão phu vẫn nên tiếp tục luyện đan thì hơn, đan dược thật khó luyện. Chắc chắn là Tuyết Nguyệt đã gặp chuyện rồi, đáng chết. Vốn nghĩ rằng thực lực của cô ấy không thấp, còn có cường giả phản hư cảnh như Cáp Lực Ca đồng hành, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Không ngờ lại xảy ra chuyện. Mên dừng lại trước phòng lầu, sử dụng thần thức thăm dò. Vẫn chưa về, đến phân hội xem sao lát sau men đã bay thẳng tới cửa chính của phân hội. Đây không phải là hộ vệ bên cạnh tuyết đại nhân sao? Hắn đến đây làm gì? Hà Lực Ca phân hội trưởng đã về chưa? Ngươi tìm Hà Lực Ca đại nhân có việc gì? Ta hỏi ngươi hắn đã trở về chưa? Hắn ta sợ hãi lắc lắc. Các ngươi biết hắn đi đâu rồi không? Đi. Hành tung của đại nhân há phải chuyện ngươi có thể hỏi được, ngươi là cái thá gì? Bỏ đi, hỏi rồi cũng vô ích. Mên quay đi không thèm nói chuyện với hắn nữa. Bay thẳng đi kiếm người khác. Mẹ nó, tên tiểu tử này. Trong toàn cung điện này hình như có cường giả phản hư cảnh, hắn chắc là biết vài chuyện. Mên đáp xuống một nơi nào đó. Có chuyện gì? Hà Lực Ca phân hội trưởng có thể đã xảy ra chuyện rồi. Sao ngươi biết được? Hà Lực Ca đại nhân là cường giả phản hư cảnh, là cao thủ nhất nhì ở Vũ Bộc Tinh, chuyện gì có thể khiến ngài ấy ngươi có thể vào trong thông báo một tiếng trước không để hắn vào được thôi ngươi vào này đợi đã nên đã tự đi thẳng vào bên trong ngươi là tên hộ vệ tùy tùng của tuyết đại nhân chủ tinh sao phải ta là phân hội lâm mộc phong ta không quan tâm ngươi có phải người của chủ tinh hay đi theo vị đại nhân nào hay không ở đây do ta làm chủ tại sao ngươi nói hà lực ca có thể đã xảy ra chuyện theo ta được biết ngươi không có tư cách tham gia lần hành động cơ mật này nếu ngươi đã không tham gia thì làm sao có thể biết làm sao đây mình vẫn không thể nói với hắn chuyện xích linh hồn được có rồi tuyết đại nhân truyền tin về bọn họ gặp phải nguy hiểm rất lớn nguy hiểm gì bây giờ không liên lạc được với tuyết đại nhân nữa ngài có thể thử liên lạc với hà lực ca phân hội trưởng hỏi thử hắn xem lâm mộc phong mang la bàn ra gọi thử quả nhiên xảy ra chuyện rồi một chút phản ứng cũng không có tiểu tử này không hề nói dối đi theo ta nên cùng lâm mộc bay tới nơi di tích thượng cổ đang nói chuyện với ai sao thật nhiều võ giả đến đa số đều là thánh vương cảnh thậm chí còn có vài phản hư cảnh lâm phong xảy ra chuyện gì rồi gấp gáp gọi chúng ta đến như vậy hà lực ca bọn họ hình như có chuyện rồi ta có gọi cách mấy cũng không trả lời chẳng lẽ di tích thượng cổ đó thật sự có thứ gì nguy hiểm không rõ lắm, khi phát hiện di tích kia thì chúng ta liền báo lên chủ tinh, không dám tự ý thăm dò, lần này vị tuyết đại nhân kia đến chính là để điều tra di tích. Nếu thật sự có nguy hiểm cũng chẳng có gì lạ. Vậy vị tuyết đại nhân đó đâu? Nữ nhân kia đi cùng Hà Lực Ca. Với lại, hình như cô ta còn là nữ nhân của tuyết nguyệt tam thiếu gia. Nếu như là những người khác, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không có gì gây gớm, dù sao thì phân hội trưởng Hà Lực Ca cũng bị cuốn vào trong đó. Nhưng nếu như, Tuyết đại nhân đó là nữ nhân của Tuyết Nguyệt thiếu gia, thì chuyện kia liền không thể giống nhau nữa. Tuyết Nguyệt thiếu gia một khi nổi giận, chỉ một việc không tốt toàn bộ phân hội đều sẽ gặp nạn, đến lúc đó máu chảy thành sông, không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Xem ra Tuyết Nguyệt lần này đến Vũ Bộc Tinh, là vì di tích thượng cổ kia. Mặc dù không biết nàng gặp chuyện gì nhưng có thể khẳng định là Tuyết Nguyệt chưa chết. Bởi vì ta cùng nàng tính mệnh tương liên, nếu Tuyết Nguyệt chết không nghi ngờ ta át hẳn cũng phải chết. Lần này bất kể như thế nào, đều phải giải trừ xích linh hồn, mặc kệ sau này nàng có tìm ta gây chuyện đi nữa, cái cảm giác không thể nắm giữ tính mạng của mình này khó chịu. Bọn họ tăng tốc độ bay tới nơi đó. Cảnh chuyển tới nơi di tích thượng cổ. Lâm Đại Nhân, Tề Đại Nhân, bên này đã xảy ra chuyện gì? Đâu có xảy ra chuyện gì? Không có việc gì ư? Vậy bí bảo la bàn của Hà Lực Ca sao không có phản ứng? chẳng lẽ phân hội trưởng hà lực ca xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao có lẽ vậy ta đưa vài người đi xem một chút các ngươi đợi liên lạc của ta có người lên rồi lâm mộc sử dụng thần thức thăm dò dưới cái hố này có mấy khí tức sinh mệnh chìm nổi bất định nhanh đi đón bọn họ mọi người nghe lệnh đón những người bị thương một tên trên người là những hàn băng hắn ta vừa động vào đây là cái gì cơ thể cũng đã bị đóng băng như tên kia cả hai cùng rơi xuống vỡ tan ra từng mảnh chớ tới gần bọn hắn bọn họ chỉ biết đứng nhìn không dám lại gần đây là hà lực ca công lực phản hư tam tầng cảnh thế mà cũng ông ta nhìn cánh tay của mình hét lên một tiếng sau đó tự cắt bay cánh tay đang dính hàn băng hà lực ca này thật quyết đoán thế mà tự chặt một tay cầu bình an sức mạnh hàn băng này là cái gì thế mà có thể khiến một cường nhân phản hư tam tầng cảnh tự chặt tay bảo toàn tính mạng Mấy tên cũng bị vậy cầm dao lên học theo ông ấy. Những tiếng hét vang lên. Cỗ năng lượng băng hàn kia là cái gì? Huyền âm quỷ thủy. Là huyền âm quỷ thủy. Không ngờ lại là huyền âm quỷ thủy. Trong thượng cổ di tích lại có bảo vật này sao? Huyền âm quỷ thủy là trí bảo hư vương cấp. Bất cứ võ giả nào chỉ cần có thể luyện hóa một giọt huyền âm quỷ thủy, thực lực của bản thân có thể đạt được tiến triển nhảy vọt lên thực lực nếu như thấp một chút, thậm chí còn có thể trực tiếp vượt qua một cảnh giới. Nếu như có thể thu thập được bảo vật này, tuyệt đối là một công lao lớn đấy. Nói không chừng cán bộ của phân hội nhờ vậy mà được điều về chủ tinh thủy nguyệt tinh, hưởng thụ môi trường tu luyện tốt hơn. Chỉ là bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, có yêu cầu vô cùng khắc nghiệt đối với môi trường sinh trưởng, thời gian sinh trưởng cũng lên tới cả vạn năm. Cho nên hàng La Thương hội đã tìm khắp nơi trong nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thấy qua bí bảo huyền âm quỷ thủy này. Ở dưới khu vực khai thác mỏ này làm sao có thể có huyền âm quỷ thủy được? Có lẽ là từ thời kỳ thượng cổ để lại, chúng ta phát hiện nó ra từ một không gian giới sắp bị phá hủy. Huyền âm quỷ thủy này đột nhiên bộc phát ra, hủy đi không gian giới, tất cả mọi người đều bị đánh cho hoang mang rồi. Nếu như ta không phải nhanh chóng nhìn ra cơ hội này, lần này không chỉ thiếu đi một cánh tay, mà sợ là sớm đã chết không có chỗ mai táng luôn rồi tuyết đại nhân đâu? Chiếc nhẫn không gian đó ở ngay trên tay đại nhân. Lúc huyền âm quỳ thủy bộc phát, đại nhân đứng ngay mũi chịu xào. Vị tuyết đại nhân kia chết chắc. Dù sao thì nàng cũng chỉ có tu vi thánh vương tam tầng cảnh, đến cả ta là phản hư tam tầng cảnh mà cũng không ngăn chặn được băng hàn của huyền âm quỳ thủy an mòn. Tuyết đại nhân bị tấn công trực diện sao có thể sống sót. Đừng nói nhảm nữa, có bản đồ đường đi dưới đó không? Ngươi muốn làm gì? Cô ta vẫn chưa chết. Ngươi muốn đi cứu cô ta sao? Chàng trai, đừng có kích động, bị huyền âm quỷ thủy tưới lên, cô ta nhất định không có khả năng sống sót đâu. Ngươi xuống đó, chỉ có thể mất mạng mà thôi. Phía dưới cấm chế trùng trùng, thực lực của ngươi lại thấp, căn bản là không thể thâm nhập vào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây là chúng ta cố ý vẽ riêng cho chuyến thăm dò này để tránh lạc đường. Nếu có thể phát huy được tác dụng ngươi cứ việc cầm đi. Mê không ngần ngại bay thẳng xuống dưới. Trái lại cũng là một tiểu hộ vệ không tồi. Chỉ tiếc, sợ là không có cơ hội sống sót để trở về nữa. Hắn không thể không đi. Tuyết đại nhân là nữ nhân của tam thiếu gia, nếu cô ta chết, thân là hộ vệ, người thanh niên này chắc chắn cũng không có khả năng sống sót. Hay, hy vọng có thể lấy công trục tội thôi. Lên chức chuyển về chủ tinh thì ta không hy vọng xa so vời nữa, mặc dù phát hiện huyền âm quỳ thủy cũng là một công lao lớn. Nhưng nữ nhân của Tam Thiếu Gia cũng vì đó mà mất đi tính mạng, ai biết Tam Thiếu Gia có thể nổi trận lôi đình hay không. Lão Hà, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì thì chờ ngươi hồi phục, chúng ta lại bàn bạc tiếp. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lúc này ở bên dưới di tích thượng cổ. Mên đã đáp xuống đáy của cái hố. Xem ra thì dũng đạo của khu vực khai thác mỏ này cũng không ít bên trong khu mỏ quạng này cũng không biết có bao nhiêu thông đạo nữa. May mà Hà Lực Ca cho tấm bản đồ, không thì lại phải tốn không ít công sức rồi. Nơi này hẳn là di tích thượng cổ kia. Bên trong di tích cấm chế trùng trùng. Trước tiên dùng thần niệm thăm dò xác nhận ổn thỏa sau đó lại xé rách không gian tiến vào. Mên xé rách không gian ngắm nghía xung quanh tìm cho lẹ. Không phải nơi này, cũng không phải nơi này, cuối cùng Mên cũng tìm đúng nơi. Tuyết Nguyệt, cô ấy đang bị đóng băng nằm đó. Có thể coi như là tìm được rồi. Toàn thân nàng tỏa ra hào quang đang chống cự với băng giá phủ quanh nàng. Xem ra nữ nhân này đeo bí bảo thần kỳ gì, hay là tu luyện công pháp gì đó, có thể cầm cự tạm thời cho nàng. Nhưng không quá nửa ngày, đợi hào quang đó biến mất, nàng cũng liền. Loại chất lỏng này tản ra uy năng làm người sợ hãi, không thể dùng thần niệm tùy tiện thăm dò, đây chính là huyền âm quỷ thủy. Đại khai có tầm 50 giọt lơ lửng. Mặc dù giữa các giọt với nhau có chút khoảng cách, nhưng muốn kéo Tuyết Nguyệt ra khỏi vòng vây độ khó thực sự là rất lớn. Mên dùng tay hất đi, nhưng chúng không hề nhúc nhích. Vậy mà không cách nào đẩy chúng nó ra. Ha ha, Mên dùng chân nguyên ép chúng ra. Cuối cùng là đẩy khoảng cách ra được một chút. Hiện tại phải suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào đưa nàng ra khỏi đây? mặc dù bên người nàng phần lớn huyền âm quỳ thủy đã được dịch chuyển rồi nhưng bản thân nàng đã bị lây nhiễm vẫn là không nên tuy tiện đụng vào thân thể nàng có lẽ có thể thử ma diễm một chút quả nhiên vẫn không thể nào triệt tiêu dễ dàng như vậy trước tạm thử một lần cái gì nên dùng ma diễm của mình đốt cháy hàn băng đáng ghét nhất định phải toàn lực ứng phó nên đã phải dùng cả hai tay dùng ma diễm lên vẫn bị hàn băng đẩy lui Ma diễm của ta cũng không có cách nào ngăn chặn hoàn toàn huyền âm quỷ thủy, thậm chí ta còn có dấu hiệu phản phệ Tiếp tục như vậy cũng không được, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác. Mên tiến vào bên trong không gian hắc tư, nhờ thần thụ giúp. Giúp ta một tay, được. Thêm chút sức mạnh, huyền âm quỷ thủy này không tầm thường. Ta biết rồi, cả hai hợp lực thần thụ dùng thêm chân dương nguyên khí hỗ trợ mên. Hàn băng quanh tuyết nguyệt đang dần bốc hơi. Ồ, oh, có tác dụng, Mên tiếp tục tăng thêm ma diễm. Thời gian trôi qua, hàn băng đã tan hết, xong rồi. Mên ngồi thở vì mệt, trực tiếp xâm nhập vào trong thức hải của nàng để đánh thức thần hồn tỉnh lại. Cái này, thần hồn của nàng không ở trong thức hải, mà toàn bộ thức hải lại đều bị đóng băng, giống như một thế giới băng giá. Tiểu tử, lần này tiêu hao rất nhiều sức lực, thần thụ. Ta phải nghỉ ngơi một lúc ngủ đi lần này đa tạ hiện tại việc cấp bách trước tiên phải đem nàng ra khỏi đây lúc này bên trên miệng hố lần này phiền toái lão hà đi về trước đi sau khi trở về phải tính toán xem nên bẩm báo chuyện này với chủ tinh như thế nào cũng chỉ có thể như vậy thôi huyền âm quỳ thủy thì làm sao bây giờ tạm thời phong tỏa nơi này đợi trở về tìm cha điển tịch rồi lại dẫn người đến thu thập ta đi sắp xếp nhân thủ các ngươi mau dẫn thương binh rút lui này mau nhìn kìa mên đang bế tuyết nguyệt trên tay tuyết đại nhân tiểu tử kia vậy mà tuyết đại nhân thế nào rồi tạm thời không có chuyện gì nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh tên hộ vệ nhỏ này một mình xâm nhập di tích vậy mà không hề bị tổn thương còn cứu được tuyết đại nhân đây là bản lĩnh cỡ nào Ta đã xua tan đi hàn băng của huyền âm quỳ thủy. Nhưng hình như không có tác dụng gì. Ta dùng thần thức, lão hà, không ổn. Tất cả mọi người, ai dám tiết lộ chuyện hôm nay, ta sẽ tự mình phế kẻ đó. Tiểu huynh đệ, bên phía tuyết nguyệt công tử kia. Chỉ cần có thể cứu sống được nàng, ta có thể tạm thời giấu diễm chuyện này. Đa tạ tiểu huynh đệ. Ta sẽ triệu tập luyện đan sư giỏi nhất Vũ Bộc Tinh đến thăm khám cho tuyết đại nhân nên cùng mọi người đã đưa Tuyết Nguyệt trở về phân hội trưởng. Bọn họ đã mời các đại sư tới chẩn đoán bệnh cho cô ấy. Các vị đan sư đã có mặt. Cái này là tượng trưng cho hư cấp luyện đan sư. Hư cấp luyện đan sư có địa vị tương đối cao trong hàng La tinh vực, nhìn ra cả tinh vực, đạt tới trình độ hư cấp luyện đan sư cũng không có bao nhiêu. Hư vương cấp ở tầng càng cao chỉ có rất ít người mà thôi, được chia thành các thế lực chiếm hữu mạnh nhất. Hàng La thương hội thế lực to lớn như vậy cũng chỉ có chủ tinh thượng có một vị hư cấp luyện đan sư chấn thủ. Mà hàng chục vị này lại là hàng chục luyện đan sư vũ bộc tinh có tư cách, kỹ nghệ mạnh nhất. Các vị, tình hình vết thương của tuyết đại nhân như thế nào rồi, có cách nào để hóa giải được không? Bọn họ nhìn nhau lắc đầu, gương mặt buồn bã. Tình hình rốt cuộc như thế nào? Hai vị đại nhân, lão già này chỉ đành nói thẳng. Ta đã tra xét cả nửa ngày trời, cũng không biết rốt cuộc là tại sao vị tuyết đại nhân kia lại bị hôn mê chỉ biết rằng đại nhân đã bị sức mạnh của cổ băng hàn xâm nhập vào sức khỏe của ngài ấy và toàn bộ chức năng đã đóng băng không có ý thức tự chủ cũng không thể hỏi dò được gì bọn họ cũng không nói lại với bọn ta vị tuyết đại nhân này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì nên giải cứu bằng cách nào đây bọn ta cũng không biết luyện chế đan dược nào để giải cứu cho đại nhân đúng vậy ít nhất cũng phải nói ra nguyên nhân và cảnh ngộ của đại nhân mới được nếu như vậy, bọn ta mới có thể hốt thuốc đứng bệnh, luyện chế đan dược khiến ngài ấy tỉnh lại được. Chuyện của huyền âm quỳ thủy rất quan trọng, nếu để bất cứ người nào có âm mưu tu luyện trí bảo, tin tức một khi bị lộ ra ngoài, rất có khả năng sẽ gây ra sự ham muốn của cường giả. Trước khi vẫn chưa nghĩ ra cách thu lại, mình tuyệt đối sẽ không nói ra bốn từ huyền âm quỳ thủy đâu. Chuyện này là cơ mật của thương hội, bọn ta không dám tiết lộ. Vậy chỉ có thể, trách lão già này học nghệ bất tinh rồi. Các ngươi lại là luyện đan sư xuất sắc nhất của Vũ Bộc Tinh, nếu như đến ngay cả các ngươi mà cũng không có cách, vậy Tuyết đại nhân. Lỡ như Tuyết đại nhân xảy ra chuyện gì? Hà Lực ca đại nhân nói ta là luyện đan sư xuất sắc nhất của Vũ Bộc Tinh, dường như đã coi trọng chúng ta quá rồi. Bọn ta biết vẫn còn một người khác, nói về luyện đan kỹ nghệ, nhận biết về dược lý còn lợi hại hơn cả bọn ta, nếu như các ngươi có thể mời được hắn. Nói không chừng sẽ tìm ra cách hóa giải cũng nên. Đúng vậy, nếu như là hắn thì có thể hắn quả thật nếu như là hắn thì nói không chừng là có thể đấy đúng vậy đám luyện đan sư này khá là kiêu ngạo đều là luyện đan sư đẳng cấp không ai mà thừa nhận người khác lợi hại hơn mình bọn họ mãi mãi chỉ cảm thấy bản thân là luyện đan sư xuất sắc nhất ở đẳng cấp này thôi có thể khiến hàng chục vị luyện đan sư đồng thanh khen ngợi vậy thì chỉ có một cách giải thích thì đẳng cấp của luyện đan sư này còn cao hơn cả bọn họ xem ra thì là vị luyện đan sư hư vương cấp kia rồi. Nếu là hắn, khó đấy. Năm năm trước khi đi đưa thuốc, vì không muốn gõ cửa làm phiền tới suy nghĩ của hắn, đó là kẻ nào? Đây rốt cuộc là người nào? Thần bí vậy. Là một vị luyện đan sư rất lợi hại, chính là ở vũ bộc tinh thượng, nhưng hắn không thuộc bất cứ một thế lực nào cả, cũng không thuộc hàng la thương hội. Ở vũ bộc tinh thượng, nhưng lại không thuộc quyền quản lý của hàng la thương hội, cách giải thích duy nhất. Hàng La Thương hội không dám đắc tội với hắn. Thương hội đã ký hiệp thương với hắn, bọn ta cung cấp dược tài và lãnh địa, tất cả đan dược mà hắn luyện ra đều thuộc về thương hội. Lao động công ích. Chỉ là mưu cầu mà thôi, bọn ta cứ 3 tháng đi một lần, đưa thảo dược cho hắn, tiện thể lấy đan. Mỗi lần có thể thu về ít nhất 200 bình đan dược, có một lần nhiều nhất là 500 bình. 500 bình? Hắn ở đâu? Huynh đệ muốn tìm hắn bây giờ chỉ có thể làm như vậy mà thôi đúng không được ta đem người đi chuyện không thể chậm trễ xuất phát thôi lần này đột nhiên đi làm phiền tông ngạo hy vọng lão hà sẽ không giống như ta bị người kia truy sát nửa tháng trăm năm trước một vị luyện đan sư đến vũ bộc tinh sau đó chưa hề rời đi hắn tự xưng là tông ngạo tay nghề luyện đan đạt đến đỉnh cao ngay cả luyện đan sư hàng đầu của hàng la thương hội cũng không bằng Hắn rất nhanh liền hô mưa gọi gió trong giới luyện đan sư ở Vũ Bộc Tinh. Thương hội cung cấp cho hắn đất trồng linh dược. Hắn vì thương hội luyện chế thượng đẳng đan dược. Nhưng hắn tính tình cổ quái, không dễ dàng để người khác quấy dày. Thời gian và địa điểm cung cấp cũng theo quy định của hắn đưa ra, bằng không sẽ có họa sát thân. Đến rồi, chính là ở đó. Mên được đưa tới nơi quen thuộc, mấy hôm trước vừa ghé qua, đây không phải. Tiểu huynh đệ, một mình ngươi đi đi bây giờ ta đi tiếp như vậy, e là lành ít dữ nhiều. Không sao, thấy tình hình xấu ngươi lập tức rời khỏi, đừng quan tâm ta. Quấy giày tiền bối. Đại nhân nhà ta gặp phải đại nạn không ai có thể cứu. Nghe được danh tiếng của tiền bối, cô ý đến xin giúp đỡ. Ông ấy im lặng hồi lâu chưa trả lời mên. Trong phòng có khí tức, không thể không có người, là để mình tự giác rời đi sao. Mình sẽ không đi, dù sao tuyết nguyệt chết rồi mình cũng chôn theo. Vào đi. Mên tiến thẳng vào bên trong, quan sát xung quanh căn phòng của Tông Ngạo. Đan dược bên trong đều là hàng thượng đẳng. Cứ vứt ở góc tường như vậy à. Ha ha, lại một viên. Không tệ không tệ, không ủng công lão phu vất vả một phen. Đan văn. Lúc trước ngươi chính là tiểu tử, học trộm ở trong ruộng của lão phu phải không? Mấy ngày trước vãn bối đã đến đây vì những thứ huyền diệu trong dược điền kia hấp dẫn. liền tự mình, xin tiền bối tha thứ bỏ đi cũng không phải chuyện gì lớn. Hôm nay lão phu thu hoạch lớn, coi như người may mắn. Ngươi đến cầu chuyện gì? Đại nhân nhà ta hôn mê bất tỉnh, sinh cơ đóng băng, ý thức tán loạn. Thần hồn không bóng dáng. Thần hồn linh thể cũng không thấy bóng dáng. Ngươi thâm nhập vào thức hải cô ta rồi. Bình thường thâm nhập thức hải một người. Một là kẻ thù, hai là uyên ương. Các ngươi là loại quan hệ nào? Trong lòng tiền bối đã có đáp án, vẫn mong tiền bối ra tay tương trợ. Kính xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Hà Lực ca cũng cùng tới, thân phận của nha đầu này cũng không thấp nhỉ. Những luyện đan sư khác đều bó tay không có biện pháp sao? Đã mời tới mười mấy người xem qua, bọn họ đều không biết gì cả. Một đám rác rưởi chỉ biết luyện đan. Tông Ngạo quan sát sắc mặt của Tuyết Nguyệt. Đây chẳng lẽ là tiểu tử, nha đầu này bị Huyền Âm Quỷ Thủy làm hại. Không sai quả thật là huyền âm quỳ thủy, chính là huyền âm quỳ thủy. Vậy mà là huyền âm quỳ thủy, thứ này thật sự tồn tại sao? Tiểu tử, huyền âm quỳ thủy ở đâu? Mau đưa lão phu đến đó. Xin tiền bối cứu người đã, ngươi nói điều kiện với lão phu. Nếu lão phu muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay, ngươi dám nói chuyện điều kiện với lão phu, xin tiền bối thứ lỗi. Gan dạ đấy, đã lâu rồi không thấy ai dám nói chuyện như vậy với lão phu cô gái này rất quan trọng với ngươi sao cô ấy chết ta cũng chết ông ấy nghe vậy suy nghĩ một lát được thôi ta chuẩn bị một lát ngươi đi theo ta men theo tông ngạo đưa tuyết nguyệt tới một căn phòng đút cái này cho cô ấy men đã đưa vào miệng tuyết nguyệt thì bị ông ấy quát nhai nắt rồi mớm bây giờ cô ấy không thể nhúc nhích ngươi không giúp cô ta hóa giải dược hiệu cô ấy không có cách nào hấp thu ngại à nếu như ngại Lão Phu có thể tránh đi một lát. Không cần đâu. Mê nhai rồi mớm cho Tuyết Nguyệt. Dù sao thân thể của Tuyết Nguyệt, ta cũng nhìn thấy cũng sờ rồi. Bây giờ hôn một cái chắc cũng chẳng có gì to tát. Tránh ra. Chất lỏng kia là. Ông ấy rắc dược liệu lên người của Tuyết Nguyệt. Sắc mặt cô ấy lúc này biến chuyển tốt hơn. Tông ngạo này quả thật có chút năng lực. Trạng thái của Tuyết Nguyệt nhìn khá hơn rất nhiều rồi. Tiền bối, thế này là chữa khỏi rồi sao ta dùng không ít dược liệu quý giá chữa khỏi huyền âm quỳ thủy là kịch độc há có thể dễ dàng chữa khỏi như vậy huyền âm quỳ thủy mặc dù là trí bảo tu luyện nhưng nó cũng có tính phá hủy cực lớn người bình thường dính phải chắc chắn phải chết cho dù là võ giả phản hư cảnh cũng không ngăn cản nổi uy lực của huyền âm quỳ thủy thể chất của nha đầu này hình như có chút đặc biệt bí bảo đeo trên người có cấp bậc cũng rất cao bằng không chỉ sợ cô ta sớm đã chết rồi. Nhưng chẳng phải vừa rồi người mới, cô ta chỉ còn một đến 2 năm, nhưng không phải ông vừa rồi. Ta chỉ là kéo dài mạng sống cho cô ta, trong vòng 1, 2 năm, cô ta vẫn là không chết được. 1, 2 năm sau thì sao? Vậy thì khó nói rồi, nếu như có thể luyện chế được đan dược giải cứu cô ta, cô ta có thể hồi phục trở lại. Nếu như không luyện chế được, ừm, ngươi chuẩn bị thu xác cho cô ta đi. Tiền bối người tốt làm đến cùng, xin tiền bối giúp chỉ ra một con đường sáng. Người tốt, lão phu cũng chẳng phải là người tốt gì hết. Ta giúp ngươi kéo dài mạng sống cho cô ta, ngươi cũng phải trả thù lao mới được. Ừm, nếu như ngươi nói cho ta biết huyền âm quỳ thủy ở đâu, lão phu cũng không phải không thể chỉ đường sáng cho ngươi. Không vấn đề, ta có thể nói cho ông. Hà lực bọn họ muốn giấu chuyện huyền âm quỳ thủy, đó là việc của bọn họ, ta mới không thèm quản, ta chỉ cần tuyết nguyệt có thể sống thôi. Được, người đưa ta đi tìm huyền âm quỳ thủy, ta sẽ nói cách cứu chữa cho ngươi. Thành giao. Bất quá nơi đó hiện giờ bị võ giả của thương hội hàng la canh giữ, Hà Lực Ca và Lâm Mục Phong bọn họ có lẽ sẽ không để ông đến gần đâu. Lão Phu muốn đi, bọn hắn dám ngăn chắc. Cùng lắm thì, chia chút lợi ích cho bọn hắn là được. Bất quá, trước lúc đó Lão Phu phải ra ngoài một chuyến thu thập huyền âm quỳ thủy phải tạo ra vật chứa đặc thù mới được. Tiểu tử, ngươi ở lại đây đi, khoảng nửa tháng lão phu sẽ quay về, đợi lão phu về rồi nói. Ông ấy liền bay luôn đi. Chạy cũng nhanh thật. Nếu như ông ta đã nói tạo vật chứa đặc thù, có lẽ là đi tìm vị luyện khí sư nào đó rồi. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ. Ông vậy mà vẫn chưa đi, ta thật sự là không yên tâm về tuyết nhi cô nương. Tông ngạo đại sư nhắm vào huyền âm quỳ thủy. Nữ nhân của Tuyết Nguyệt thiếu gia vẫn hôn mê bất tỉnh, việc nơi này căn bản không cách nào báo về chủ tinh, nay phải làm sao mới tốt đây? Nếu như Tông Ngạo đại sư có cách cứu chữa, vậy tiểu huynh đệ cậu tạm thời cứ ở lại nơi này đợi ông ấy quay về đi. Ta về thương nghị cùng Lâm Mộc Phong bọn họ xem nên ứng đối việc này thế nào, Mên quay trở lại giường quan sát Tuyết Nguyệt. Mên nhìn đúng chỗ thích liền đỏ mặt. Lần này ta đúng là thiệt lớn rồi, nếu không phải do linh hồn tỏa liên này ta nào có rảnh mà lo chuyện sống chết của cô chứ. Này ta còn phải chiếm chút tiện nghi của cô. Tông ngạo mấy ngày liền không thấy bóng dáng, khoảng thời gian này ta liền ở lại trong cung điện của hắn. Tuyết Nguyệt hôn mê bất tỉnh, không cần chăm sóc, cơ hội hiếm có liền dốc hết tâm sức vào trong phòng luyện đan của Tông ngạo. Trong những lò đan này đều khắc họa rất nhiều linh trận, hơn nữa linh trận đều là linh trận phục hợp rất hoàn chỉnh. Đem những cấu tạo và bản khắc họa của linh trận này ấn nhập vào trong não hải của chính mình, trở thành tri thức của mình. Trong cung điện còn có một gian thư phòng, trong thư phòng đó có rất nhiều điển tích. Từng đan phương mà ta chưa từng nhìn thấy, khiến ta nghiên cứu không ngừng nghỉ, giống như mê muội. Đan phương mà ta có được đều là trên thông huyền đại lục, nhưng sau khi đến tinh vực, đẳng cấp linh thảo linh dược trở nên cao hơn. Rất nhiều thứ đều là từ trước đến giờ chưa từng được nhìn thấy trên thông huyền đại lục. Những đan phương được thu thập này bổ sung hoàn mỹ cho những khuyết thiếu của ta, giúp cho tri thức và thủ nghệ của ta trong luyện đan thuật bắt đầu tiếp cận hơn với tinh vực. Nửa tháng sau đó, Tông Ngạo đã quay trở lại. Đi thôi, đưa lão phu đến nơi phát hiện ra huyền âm quỷ thủy. Chỉ cần lão phu có thể thuận lợi lấy được bảo vật, những thứ ở nơi này ngươi muốn xem bao lâu cũng không thành vấn đề. Được. Đại nhân nhà ta ở đây không có vấn đề gì chứ? Có thể có vấn đề gì chứ? Cung điện của lão phu không ai dám vào, cũng không ai có thể vào trừ phi mấy tên cường giả phản hư cảnh cùng lúc xông vào thì được. Ở trên vũ bộc tinh này, còn không có ai dám đắc tội lão phu, ngươi cứ yên tâm, ở đây chính là nơi an toàn nhất vũ bộc tinh. Lát sau men cùng tông ngạo đã bay tới di tích thượng cổ. Một đám thỏ con chó con. Ra mắt đại sư. Ừ. Nghe đồn ngày trước đại sư thi triển diệu thuật cứu tuyết đại nhân một mạng, ta cảm kích không hết, tuyết đại nhân đến chủ tinh làm khách. Nếu như có gì bất chắc, ta sẽ rất khó xử, đại sư đại nghĩa, có ơn với tuyết đại nhân, cũng tức là có ơn với ta. Không ngờ ông ta lại là người như vậy, ít nói nhảm đi. Bớt nịnh nọt lão phu, lão phu không nuốt nổi. Hôm nay lão phu đến đây, mục đích là gì, các người ắt rõ. Các ngươi ai dám ngáng đường thử xem, đừng trách lão phu không nể mặt. Đại sư, vì sao ngươi tới đây, chúng ta đều rõ cả, thời gian đại sư đến vũ bộc tinh đã trăm năm, đang dược luyện chế cho thương hội ta nhiều vô số kể Lại không lấy bất kỳ thù lao nào Hội trưởng Ngài Âu nhiều lần nhắc nhở bọn ta Phải coi đại sư như khách nhân tôn quý nhất Thỏa mãn mọi yêu cầu của Ngài Không được làm trái Coi như các người thức thời Nếu như là thứ khác Tặng hết cho đại sư thì thế nào Chỉ là huyền âm quỳ thủy hử ừ, Chỉ là chuyện của huyền âm quỳ thủy rất trọng đại Bọn ta thực sự không thể tự chủ trương được Phải đó đại sư nếu như việc này đế chủ tinh bên kia biết được, bọn ta sẽ bị phạt nặng, mong đại sư hiểu cho. Đủ rồi. Đừng tưởng lão phu không biết, chuyện các ngươi ở đây vốn dĩ không thể báo đến chủ tinh, ít nhất trước khi nha đầu kia lành lặn, các ngươi không dám. Các ngươi chỉ dám che giấu tin tức, coi như lão phu giành được Huyền Âm Quỳ Thủy thì đã làm sao, các ngươi cắn ta chắc. Thiên hạ bảo vật, ai mạnh người đó được. Lùi một vạn bước mà nói, lão phu không đánh chú ý lên Huyền Âm Quỳ Thủy thì các ngươi biết cách lấy không? Biết lấy chắc. Không biết cách lấy, các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn miếng thịt trước mặt, vĩnh viễn không ăn được. Đại sư nói phải, đại sư biết cách lấy huyền âm quỷ thủy. Không biết thì lão phu tới đây làm gì? Tránh ra tránh ra, có chuyện gì thì chờ sau khi lão phu lấy được thứ đó rồi hãy nói. Mên Cùng Tông ngạo nhảy thẳng xuống bên dưới, hai người họ tái mặt nhìn nhau, trong khi đó ở bên dưới di tích Tông ngạo dùng thạch anh chiếu sáng soi đường. Ông ấy lặng lẽ bước đi tránh được hết các cạm bẫy trên đường. Bên này, viên thạch anh này hình như có khả năng dò xét, dựa vào nó có thể tránh được rất nhiều hung hiểm. Càng ngày càng gần, thạch anh không có phản ứng. "Tiểu tử, bây giờ đi hướng nào?" Bên này, hàn khí xung quanh càng lúc càng mạnh rồi. Đây chính là. Mỗi một giọt đều nặng nề như núi và uy năng được ẩn chứa bên trong đó rất đáng sợ. Quả nhiên là Huyền Âm Quỷ Thủy, thật sự là tồn tại. đẳng cấp trí bảo này thật sự là tồn tại. Tông ngạo sung sướng cười lớn, ha ha ha. Bọn họ nhìn mà thở dài. Cái quần què này là tu luyện trí bảo, chỉ cần an toàn luyện hóa một giọt có thể khiến cho thực lực của bất cứ võ giả nào cũng sẽ được tăng cường. Cho dù là phản hư cảnh như mình cũng có thể được thăng cấp lên đầy đủ. Tu vi cảnh giới đến cấp độ như chúng ta muốn tiến bộ hơn nữa còn khó hơn cả việc lên trời, cho dù là hàng 100 năm hay trên nghìn năm đều không thể đột phá tới một cấp độ nhỏ. Mặc dù luyện hóa huyền âm quỳ thủy có nguy cơ trùng trùng, nhưng không phải trả giá. Nếu như cơ duyên đang ở trước mắt, mình chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn, căn bản không dám tiến về phía trước. Khi huyền âm quỳ thủy bị phát hiện là niêm phong ở trong một không gian giới phải không? Đúng vậy đại sư, khi chúng ta phát hiện ra thì đã sơ ý không ngờ tới việc tra xét này. Bạo Liễm Thiên Vật à Bạo Liễm Thiên Vật. Cái thứ đồ này không ngờ cũng muốn được sắp xếp trong không gian giới, vậy thượng cổ chi nhân kia xem ra rất là vô tri. Nhưng may mà nhờ sự vô tri của hắn, nếu không thì Huyền Âm Quỳ Thủy này sợ là sớm không biết đã bị chìm tới nơi nào luôn rồi. Chìm tới nơi nào? Là chỉ Huyền Âm Quỳ Thủy, mỗi một giọt đều nặng như núi cao, không gian giới căn bản là không thể bảo tồn được, vậy thượng cổ chi nhân sau khi bỏ Huyền Âm Quỳ Thủy vào không gian giới chỉ sợ rằng vẫn chưa dùng tới không gian giới thì đã chết rồi nếu không thì không gian giới sớm đã bị nổ rồi chứ sao có thể lưu lại tới bây giờ bọn ta lúc đó cũng vì chuyện không gian giới bị nổ trở tay không kịp nên thương vong trầm trọng món đồ này một khi tiếp xúc với thổ nhưỡng thì sẽ không ngừng bị rơi xuống dưới các ngươi phải biết tại sao huyền âm quỷ thủy lại hiếm như vậy rồi chứ đó là bởi vì toàn bộ bọn nó đã bị chìm vào sâu trong lòng đất vì tinh thần bổn nguyên mà hấp thu cho nên mới khó tìm kiếm như vậy Ừm, không chỉ là huyền âm quỳ thủy, còn có một vài thiên tài địa bảo quý giá khác, đều có khả năng bị tinh thần bổn nguyên hấp thu. Vận khí tốt, may mà hàng chục giọt huyền âm quỳ thủy này không tiếp xúc với thổ nhưỡng, nếu không sợ rằng sớm đã không thấy rồi. Đương nhiên, quang trạch kia, tài chất kia. Ngũ thái vẫn tinh. Không sai, chính là ngũ thái vẫn tinh. Rất ít người biết đến, ngũ thái vẫn tinh chính là khắc tinh của huyền âm quỳ thủy, muốn thu lấy huyền âm quỳ thủy, chỉ cần dùng ngũ thái vẫn tinh chế tạo khí mãnh là được. Ha ha ha, kiếm được món hời rồi, những giọt huyền âm quỷ thủy đang được hút vào trong chiếc bình của Tông Ngạo. Không ngờ lại là ngũ thái vẫn tinh, chỉ là ngũ thái vẫn tinh thôi ư? Ngũ thái vẫn tinh mặc dù quý giá, nhưng hàng la thương hội bọn ta vẫn có, cho dù số lượng không nhiều, nhưng chế tạo khí mãnh thì không có vấn đề gì. Nếu như sớm biết ngũ thái vẫn tinh có thể thu huyền âm quỷ thủy, thì bọn ta sớm đã thu lại huyền âm quỷ thủy rồi chứ sao có thể đợi tông các ngươi kiêu ngạo kiếm được món lời đó chứ. Lần này đã bỏ qua cơ duyên ngay trước mắt, Hà Lực ca mình thậm chí vì chuyện này mà chặt đứt đi cánh tay. Cái loại cơ duyên này, lần sau phải đợi đến năm nào tháng nào. Đừng nói lão phu ăn thịt mà không cho các ngươi hút canh. Huyền âm quỷ thủy còn lại, các ngươi tự nghĩ cách thu lại đi. Đừng có nói với ta là các ngươi không tìm thấy ngũ thái vẫn tinh, có chuyện tốt như thế này, hình như vẫn còn dư lại mười giọt. Không cần sao? Nếu không cần. Không không không, bọn ta cần, bọn ta cần. Đa tạ đại sư, mặc dù Ngũ Thái vẫn tinh hiếm thấy, nhưng bọn ta nhất định có thể tìm thấy được một ít. Ừ, vậy thì động tác nhanh chút đi, không biết những huyền âm quỷ thủy này có đột nhiên rớt xuống không, thấm vào trong mặt đất hay không. Lão phu còn có chuyện phải làm không dây dưa với các ngươi nữa. Thật là đáng tiếc nếu như không nắm chắc phản hư cảnh của ba người các ngươi làm gì mà có canh cho các ngươi hút được chứ? Cô giữ huyền âm quỳ thủy, ta và lão hà đi lấy ngũ sắc vẫn tinh. Ừ, ừ. Tiểu tử, đi. Lão cáp, kho gần đây nhất ở đâu? Mên trở lại nơi ở của tông ngạo, đứng nhìn tuyết nguyệt mà thở dài. LUC u -C này ở trong phòng luyện đan, tông ngạo đang vui vẻ luyện chế. Lại sắp thành một phố rồi. Số đan lô này không được một trăm thì cũng mấy chục rồi tiền bối một lần luyện ra được nhiều lô như vậy. Tuy ta có thần thức chi hỏa, còn tinh thông các loại linh trận thất truyền. Về mặt luyện đan cũng có ưu thế đắc thiên độc hậu. Nhưng bốn, năm lô đã là cực hạn của ta rồi. Hơn nữa nhìn thủ pháp thục luyện của ông ta, ắt hẳn đây là chuyện quá bình thường rồi. Mười 10 năm, một trăm năm. Ta nghĩ lật tung những nơi ta từng đến, cũng khó tìm ra nhân tài như này. Tốt tốt, để ta xem lần này thế nào đây là ngươi qua đây cầm lấy cho người đấy đa tạ tiền bối đừng giữ nhân còn nóng dùng luôn đi đây trông có vẻ rất bình thường có huyền cơ đó là hàng kém đồ tốt cho ngươi được sao nếu bị thương hội phát hiện ra thứ này không dám nghĩ quá mất mặt tiền bối luyện đan như vậy là vì nâng cao tỷ lệ đan văn xuất hiện sao đúng vậy lão phu nghiên cứu đan văn đã mấy trăm năm thứ như đan văn gặp được chứ không cầu được cho đến trăm năm trước mới nghĩ ra cách ngốc nghếch lấy số lượng để thắng này nếu không ngươi nghĩ sao lão phu lại không lấy chút thù lao nào miễn phí giúp hàng la thương hội luyện đan làm gì có lợi ích gì rơi vào đầu như vậy hừ lão phu là cần bọn họ cung cấp dược tài cho ta đúng thật là số lượng này chỉ có hàng la thương hội mới cung cấp được tiền bối làm theo cách này nghiên cứu thế nào đắm mình trong ngành này càng lâu Càng cảm thấy đan dược khó luyện, nếu có đan văn thì khó lại càng khó. Không sợ tiểu tử ngươi chê cười, lão phu hiện giờ chỉ có thể duy trì 20 trên 100. Ừm, lão phu là chỉ đan dược thánh vương cấp trở lên. Lão phu còn luyện chế ra vài viên thánh vương cấp đan dược sinh ra đã có đan văn, tiểu tử ngươi có muốn xem không? Bỏ đi, đa tạ tiền bối. Ngươi. Tiểu tử ngươi biết đây là cơ hội tốt thế nào không? Thiên hạ không mấy người nhìn thấy đan văn đâu. Ta thấy ngươi hoàn toàn chẳng hiểu gì. Ha ha ha. Không nói cái này nữa, Huyền Âm Quỷ Thủy cũng lấy được rồi, nên dạy ta cách giải cứu rồi chứ? Ừ, loại hào sắc. Giải cứu cô gái đó không đơn giản, ta khuyên ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Đã từng nghe nói, Tử Tâm Hoàn Hồn Đan chưa? Tử Tâm Hoàn Hồn Đan, đó là đan dược hư vương cấp. Đừng phản ứng mạnh như vậy, Huyền Âm Quỷ Thủy nào có dễ giải như thế? cô gái kia sinh cơ bị đóng băng thần hồn linh thể cũng không tung tích ít nhất phải đan dược hư vương cấp mới có thể cứu nhưng lão phu vẫn khuyên ngươi đừng ôm hy vọng trước tiên không nói đan dược có thể luyện thành không chỉ riêng hoàn hồn tự phách hoa trong số các nguyên liệu e rằng cả tinh vực cũng khó tìm thấy tiền bối nói đùa rồi hoàn hồn tụ phách hoa không phải rất dễ gặp sao dùng mấy loại rác rưởi mười năm trăm năm ngươi liền muốn luyện thành đan dược hư vương cấp à phải là dược linh ngàn năm mới được lão phu cũng từng si tình hiểu được cảm nhận của ngươi nhưng ngươi vẫn nên từ bỏ đi thôi thiên hạ vẫn còn nhiều nữ từ khác mà ta nhất định phải cứu sống cô ta tiểu tử ngốc vẫn còn một phương pháp thánh vương cấp hạ phẩm ly hỏa đan cấp bậc thấp hơn chút nhưng vẫn là có hy vọng luyện thành chí ít nguyên liệu dễ tìm thấy thánh vương vãn bối không hiểu thánh vương cấp và hư vương cấp cách biệt rất lớn sao có thể cứu Ngươi cũng là luyện đan sư, lão phu hỏi lại ngươi. Giải thế nào? Tại sao giải? Mên suy nghĩ một lát. Đan vân, chỉ cần luyện ra đan vân, đan dược cấp thấp cũng có thể sở hữu dược hiệu như đan dược cấp cao. Không ngốc, dược liệu dễ tìm, nhưng đan vân lại không đơn giản. Không thử thì làm sao biết có được hay không? Ngươi muốn dựa vào lão phu, lão phu và ngươi không có thân thiết như vậy. Lại nói lão phu cũng không có bản lĩnh có thể đảm bảo trên đan dược luyện ra có đan vân ngươi cũng đừng nghĩ đến người khác luyện đan sư trên vũ bộc tinh này có bản lĩnh gì lão phu rất rõ ràng không cần người khác ta tự mình luyện hà nói lời ngông cuồng đừng nói đến đan vân ta thấy ngươi ngay cả đan vân cũng chưa được nhìn thấy mấy lần làm không tốt ngươi ngay cả đan dược thánh vương cấp cũng không luyện thành vậy chúng ta đánh cược đi nếu Vãn Bối thành công, Huyền Âm Quỷ Thủy chia cho Vãn Bối một nửa. Lão phu thấy ngươi bình thường rất thật thà nghe lời, thì ra có chút lòng dạ đó. Không sợ tự đập nát hàm răng của mình. Nếu thật sự đập răng rồi, vậy cũng là Vãn Bối tự tìm lấy. Lẽ nào Tiền Bối sợ bản thân sẽ thua? Bớt công kích lão phu đi. Thôi thôi, lão phu nghiên cứu đan văn trăm năm, hôm nay cũng không làm nổi lớn quá. Nếu như ngươi luyện được lão phu tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu ngươi không luyện ra thì sao? Tùy tiền bối xử trí. Dù sao tuyết nguyệt chết ta cũng xui xẻo theo, không lỗ. Ngươi nói, lấy thời gian nha đầu kia chết làm thời hạn. Đúng vậy. Tiểu tử ngươi, cao nhất có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc gì chứ? Thánh vương cấp hạ phẩm. Cái gì? Tiểu tử năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 20, à 28 thì phải xa nhà lâu quá, không nhớ nữa cũng không quan tâm tới cái này. 28. Thánh vương cấp đan dược. Còn kém hơn so với mình, nhưng cũng là hậu sinh khả úy. Ừ. Nữ nhân đó nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ hơn nửa năm nữa thôi, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Cho dù là ngươi luyện chế ra xuất sinh ly hỏa đan có đan vân, cũng chỉ có thể giữ được mạng cho cô ta mà thôi. Vậy thì phiền phức của thần hồn linh thể tàn loạn phải do bản thân giải quyết rồi. Ra ngoài đi, lão phu phải làm việc rồi cảnh chuyển tới phận hội trưởng ba người họ cũng đã thu được huyền âm quỳ thủy lại cả ba vui mừng sung sướng cười tít mắt chào ba vị tiền bối tiểu huynh đệ quay về rồi sao tuyết đại nhân vẫn chưa tỉnh lại không cần phải lo lắng tông ngạo tiền bối có cách rồi thật sao nếu như cần gì ngươi cứ nói ra ta sẽ không từ chối giúp đỡ đâu lần này quay lại chính là có chuyện cần nhờ vào đây Thương hội có thể cung cấp những thảo dược này không? Đây là muốn luyện Ly Hỏa Đan ư? Lão Hà cũng hiểu cái này. Khi còn trẻ có làm qua ở đan phòng. Nhớ sai phối phương bị đan phòng sư đánh cho tơi tả. Chờ một chút, mà dược dẫn của Ly Hỏa Đan này là Long Quy Linh Quả, cái thứ đồ này Vũ Bộc Tinh không có đâu, phải được chuyển từ một nơi khác tới. Tiểu huynh đệ muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sư tử khai khẩu. Tông ngạo tiền bối nói nhất định phải luyện ra đan vân thì mới có hiệu quả của thuốc. Đội khó của đan vân mọi người đều hiểu mà, chứ đâu phải một vài lò thì có thể thành công đâu. Không hổ danh là đại sư, dám nghĩ dám làm. Không thành vấn đề, ta lập tức đi thông báo cho phía dưới ngay. Dược tinh từ gần đây nhất cho đến bây giờ, ít nhất cũng cần phải tới 4 tháng, trước tiên bọn ta sẽ thu thập các linh dược khác. Nhưng mà sợ làm kinh động tới chủ tinh rồi nếu như có người hỏi dò tiểu huynh đệ. Ta đã thanh minh qua rồi, xem ra thì ba vị vẫn không còn yên tâm sao. Nếu như để tam công tử biết được tình hình của tuyết đại nhân, ta không chết mà bị lột ra mất. Cho nên nhiệm vụ khẩn cấp là cứu sống tuyết đại nhân, chuyện còn lại ta sẽ không làm đâu. Đa tạ tiểu huynh đệ, nhưng mà... Trên bàn là huyền âm quỳ thủy đúng không? Ta khuyên các ngươi là đừng đụng vào nó. Đó là đương nhiên, đẳng tu luyện trí bảo này không đến lượt bọn ta tiếp nhận. Hơn nữa bọn ta cũng không biết phương pháp luyện hóa nó. Nếu không thì tay của ta cũng. Như vậy thì tốt, ta còn có một việc muốn nhờ giúp đỡ. Vì tuyết đại nhân, bọn ta sẽ dốc hết toàn lực. Không, là chuyện riêng của ta thôi. Các ngươi có cách nào có thể nhanh chóng nâng cao thực lực được không? Chuyện này, tiểu huynh đệ, thực lực chỉ có tu luyện đến nơi đến chốn mới có thể nâng cao được thôi cấm thuật cũng có thể nhanh chóng được nâng cao, nhưng cái loại bàng môn tà đạo này là phải bỏ ra cái giá rất lớn. Ngươi tuyệt đối đừng đụng tới, điểm này hy vọng là ngươi có thể hiểu được. Nhưng mà, cách để nâng cao hiệu suất tu luyện cũng có đấy.